Sáng ngày 19 tháng 7, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an, viện kiểm sát, cảnh sát cơ động có mặt trước căn biệt thự của bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều xe công vụ của bộ công an cũng dừng ở bên ngoài. Đến 10 giờ 47 phút, xe biển xanh vẫn đang đậu phía trước tòa nhà, túc trực ở bên ngoài và hầm giữ xe có lực lượng cảnh sát cơ động, bên trong lực lượng chức năng vẫn đang làm việc. Cơ quan điều tra chưa công bố nội dung làm việc tại nhà bà Loan. Tuy nhiên, động thái này được thực hiện trong quá trình mở rộng sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Trong đó có sai phạm tại dự án khu đất 39-39B, Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.